nói thật là bây giờ cháu không có muốn quay trở về Mỹ nữa đâu. Có phải là cháu cãi nhau với ba mẹ cháu đúng không? Cái đó chỉ là một phần thôi. Thật ra thì cháu mệt mỏi vì đồng tiền bên đó giờ mất giá lắm. Ngày trước chỉ cần cho cháu $1, ra tiệm tạp hóa là có thể mua được vài lon coca, gói thuốc lá, mấy cây kẹo cao su, còn được trả lại tiền thừa nữa. Giờ thì tất cả các tiệm tạp hóa ở bên đó người ta gắn camera hết rồi. Chú phóng to cái này lên cho anh. Chỉ là giới thiệu sản phẩm thôi mà có cần phải lôi tụi tôi xuống tận đây hay không? Kem dưỡng giả đâu mà không có bán? Bà thử nói coi, dòng kem cream Nam Anh Khương của bà phân phối có những công dụng gì nói trời? Có đúng không các ông? phải đúng như chỉ. Cream Nam Anh Khương tôi bán bao gồm kem dưỡng trắng da cho những người có da mặt sần sùi, đen sạm, da không đều màu, bị lão hóa, nếp nhăn, điều trị được tốt, giúp lấy lại làn da sáng trắng hồng, rạng người không tì vết. Nghe ngon ha, lát mua về cho bộ vợ xài thử. Còn kem mụn và kem nám chuyên dùng cho thẩm mỹ viện. Kem được kết hợp với vitamin E, giúp đánh bay các loại mụn nám, đốm nâu, tàn nhang nữa, mang lại da dễ hồng hào, khỏe mạnh. Đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa được phải không? Kiếm em khuyên hết lên đây, tụi tôi mua hết cho. Hội trường này ở chỗ nào vậy anh? Em đi theo anh. Vậy mà bà dám nói với tôi là bà hết bán cream Nam Anh Khương rồi, báo hại tôi xài kem chợ mấy tháng nay. Bà có biết cái mặt của tôi nó sắp nhăn còn hơn mặt khỉ không? Bà chê tôi không có tiền trả bà hay sao? Tôi mua nhiều như vậy đã bao giờ tôi trả thiếu bà đồng nào hay chưa? Phải, tôi không muốn bán cho cô nữa. Cô không trả thiếu tiền, nhưng cô toàn trả tiền lẻ, toàn từ 500 đồng với 200 đồng. Tôi đếm muốn lòi cái lời e luôn. Chồng tôi là ông chủ bất động sản, có tiếng ở Thuận An, Bình Dương. Khách hàng người ta thích trả tiền lẻ thì tôi lấy đâu ra tiền trắng? Bộ bà tưởng tôi không phải đếm lòi cái lời e luôn hả? Bà không bán cho tôi thì ít ra cũng phải cho tôi địa chỉ, để tôi cùng tự đi mua được chứ. Địa chỉ là 11 xuyệt B6, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương. Hoặc website là hoamỹphẩmnamanhkhuong.com thôi. Giờ có bán sữa rửa mặt chiết xuất từ trà xanh, kem dưỡng body, serum MP làm căng bì mặt chân và xe khít lỗ chân lông nữa đó. Rồi, đi mua cái gì mua đi. Tôi không có thích chơi với dân xài tiền lẻ.